cuồng tính. Cuồng tính là tin điên cuồng. Người cuồng tính là người tin không bình thường, nhưng dị thường, không quân bình tâm lý khi đón nhận chân lý, nhưng gắn bó với chân lý một cách cực đoan, quá khích, khi chủ trương đánh gục những ai không tin như mình. Cuồng tính là hiện tượng của mọi thời đại và mọi nơi, tùy theo tầm vóc và mức độ ảnh hưởng mà cuồng tính trở thành hiểm họa của thế giới loài người. Để hiểu cuồng tính là gì và hậu quả cuồng tính mang lại nặng nề, tang thương như thế nào, tưởng không gì tốt hơn là nhìn vào thái độ được biểu hiện nơi những người cuồng tính. Thứ nhất, người cuồng tín có thái độ kiêu căng, cực đoan, độc đoán. Cực đoan, độc đoán khi chỉ nhận những gì mình tin là đúng, là thật, là hoàn hảo và phủ nhận không tiếc thương, không suy nghĩ đắn đo, không đo lường, so sánh các giá trị khác, chỉ vì những giá trị ấy không thuộc vào niềm tin của mình. Người cuồng tín không có khả năng nhân bản để lắng nghe, đón nhận và chia sẻ những giá trị ở những niềm tin khác, cũng không có sức mạnh tinh thần để đối thoại, trao đổi các giá trị đa chiều, đa phương với người có tín ngưỡng khác mình, càng không được trang bị nhẫn nại và khiêm tốn để nhìn nhận những gì còn thiếu sót, khiếm khuyến trong tôn giáo của mình. Thái độ cực đoan, độc đoán, vô tình cô lập, tách rời người cuồng tín khỏi cộng đồng xã hội. Và không ai bảo ai, tất cả đều nhận ra họ là những con người lập dị, không giống ai. Họ lập dị vì kiêu căng, tự mạn, tự phụ. Họ không giống ai vì cho mình vượt trội ở trên người khác khi độc đoán cho rằng chỉ niềm tin tôn giáo họ theo, tín điều lệ luật họ giữ, Thiên Chúa, Thần Thánh họ thờ, đường lối họ chủ trương mới đích thực, đích xác, đích danh, đích đáng. Và ngoài những gì họ thờ, họ tin, họ bảo vệ, tất cả đều sai lạc, sai trái, sai phạm. Cũng vì nhìn chung quanh mình, ở ngoài mình đều sai trái lỗi phạm, mà người cuồng tín tự thấy mình có quyền phải chỉnh đốn, thay đổi, dập tắt, tiêu diệt. Thứ hai, thái độ bạo lực để tự bảo vệ mình và khống chế người khác không cùng niềm tin. Người cuồng tín vì cực đoan, độc đoán nên nhìn những người không cùng niềm tin, không cùng chọn lựa với mình như đối thủ, bởi tiên thiên họ thấy mình là thiểu số được tuyển chọn, số ít được mặc khải, một nhóm nhỏ được cứu độ. Nhìn số đông quanh mình như đối thủ là phản ứng tự nhiên của một số nhỏ tự coi mình là tuyệt vời và mặc cảm bị đám đông tầm thường, xấu xa, bất toàn dòm ngó, châm chích, chống phá cũng là ác nghiệt của người cuồng tín. Và để tự bảo vệ vì thế thiểu số tuyệt vời, những người cuồng tín chọn bạo lực, cũng như chỉ với bạo lực họ mới có thể chống chế, áp đảo, tiêu diệt được đối phương. Do đó, trong tất cả các phong trào cuồng tín to nhỏ, có tầm quốc gia hay quốc tế, chúng ta đều nhận thấy yếu tố bạo lực luôn nổi trội và là hiện tượng thực tế không thể chối cãi, dù nhìn dưới bất cứ lăng kính, góc cạnh nào. Người cuồng tín nại đến đủ thứ bạo lực, tư tưởng bạo lực, lời nói bạo lực, việc làm bạo lực. Vì với người cực đoan độc đoán, lòng kiêu hãnh kiêu ngạo luôn thúc đẩy con người tìm đến bạo lực như phương tiện duy nhất. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi người cuồng tín say sưa nhân danh Thiên Chúa, giàu lòng thương xót để phân thây xẻ thịt, chặt đầu băm xác những người dám lên tiếng tỏ ý bất đồng quan điểm niềm tin, không ngại vấy máu trẻ thơ vô tội trong cơn say đức tin, khi họ càn quét, truy lùng, giết chóc những người thuộc tôn giáo khác mà họ coi là kẻ ngoại đạo,
đáng nguyền rủa, lên án, khử trừ. Chúng ta cũng không bất ngờ nếu đe dọa cứ hàng ngày đến từ phía những người cuồng tín tìm tấn công những cộng đoàn tín hữu không thuộc về họ. Thứ ba, thái độ bảo vệ cơ chế một cách mù quáng. Người cuồng tín cần bảo vệ cơ chế vì cơ chế mới có thể bảo vệ đức tin, cuồng tín của họ. Không có cơ chế hay cơ chế bị suy yếu, họ sẽ không thể thực hiện được niềm tin si mê, điên khùng, quá khích của họ. Trong thực tế, người cuồng tín ra sức bảo vệ cơ chế hơn bảo vệ tín điều, vì cơ chế mới thực sự là sức mạnh. Ở đó người cuồng tín cần bám vào để tồn tại, rời xa cơ chế hay bị cơ chế chối bỏ. Người cuồng tín mất điểm tựa và bắt buộc phải tàn rụi, bởi một đức tin điên cuồng không bao giờ có thể đem lại sự sống và bình an đích thực cho chủ thể của nó. Vì thế, cơ chế trong cộng đồng những người cuồng tín giữ một vai trò tối quan trọng. Vì ngoài việc chỉ đạo, thực hiện kế hoạch, đường lối, cơ chế còn giữ vai trò kiểm soát gắt gao, thanh trừng nghiêm khắc tín đồ. Mọi vi phạm vượt rào, chật hướng đều bị nghiêm cấm và nghiêm trị. Thứ tư, thái độ coi nhẹ sự sống và quyền sống của người khác. Vì độc đoán, độc quyền, cơ chế cuồng tín áp đặt một chế độ chính sách độc tài, độc trị, xuất phát từ tâm thức vượt trội và ở trên mọi người không cùng tín ngưỡng, niềm tin. Chưa kể não trạng nguy hiểm là bàn tay của Thiên Chúa để trừng phạt, truy diệt những kẻ ngoại đạo đáng phải chết. Ngoài ra, người cuồng tín còn cho mình là thiểu số được tuyển chọn, không chỉ để tôn thờ mà còn để sát phạt và chinh phục muôn dân cho Thiên Chúa. Vì thế, thái độ coi nhẹ quyền sống và các quyền tự do khác của những người không thuộc phe nhóm, tôn giáo của họ là thái độ được khuyến khích, ủng hộ, sẽ dễ dàng dẫn đến những hành động phi nhân, vi phạm nhân quyền, làm tổn thương nhân phẩm của người khác. Lịch sử đã chứng minh sự thật đau lòng trên qua hậu quả kinh hoàng của những hành vi man rợ, dã man chống lại con người, như chính sách diệt chủng của nhiều phong trào cuồng tín trên thế giới ngay ở thời đại chúng ta. Tóm lại, đứng trước phong trào cuồng tín ngày càng lan rộng trên thế giới, nhất là ở những nước kém mở mang, chậm tiến, thì tưởng chúng ta nên nghĩ đến phương án đề phòng, ngăn chặn được xây dựng vững chắc trên nền tảng nhân ái, bao dung, cởi mở, tôn trọng niềm tin của người khác, dù niềm tin ấy có khác biệt, kể cả đối nghịch với niềm tin của mình. Nhân ái, bao dung thì chân nhận quyền sống, trong đó có quyền chọn lựa niềm tin, tôn giáo của người khác. Cởi mở khi chân thành và lương thiện nhìn nhận và đón nhận những giá trị ở các tôn giáo bạn. Tôn trọng khi ý thức và thực hành tình người đối với mọi người, vì giá trị của một con người hệ tại ở tình yêu và lòng tốt của người ấy dành cho người chung quanh. Chúng ta cũng đừng quên một điều rất quan trọng là ngay giữa cộng đoàn cùng một đức tin, với anh em cùng tôn giáo, chúng ta vẫn có thể cuồng tín mà không biết. Khi nặng lời chỉ trích, chủ quan phê phán, khắc khe lên án những ai không giữ đạo, bảo vệ đức tin, mở mang bờ cõi nước Chúa một cách chai cứng, quá khích, quyết liệt như mình, biết để cẩn trọng, xa tránh, vì cuồng tín không làm đức tin trưởng thành, nhưng dần mòn làm băng hoại đức tin. Được như vậy, thế giới sẽ không còn thánh chiến đẫm máu và những tai họa diệt chủng từ hận thù tôn giáo, những cuộc tàn sát kinh hoàng do đạo quân cuồng tín sục sôi máu lửa từ nay được chấm dứt, để mọi người được bình an, hạnh phúc, sống niềm tin của mình.